Vừa qua, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA tổ chức hội thảo nâng cao chuỗi giá trị ngành thủ công nghiệp Việt Nam. Hiện ngành thủ công nghiệp của Việt Nam đang phát triển mạnh nhưng chuỗi cung ứng và cơ cấu phân phối phức tạp đã ảnh hưởng đến nâng cao thu nhập thực tế của người dân ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, công tác thiết kế mẫu mã, tạo dáng sản phẩm, bao bì, thiết kế xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp này còn yếu và thiếu do vậy tại hội thảo các kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng thương hiệu thiết kế bao bì mẫu mã sản phẩm tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm được quan tâm chia sẻ tại hội thảo đại diện cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica và cục xúc tiến thương mại đã ký biên bản ghi nhớ về việc thành lập trung tâm hợp tác thiết kế việt nam hàn quốc trung tâm này sẽ thực hiện chức năng tập trung vào các hoạt động nâng cao năng lực thiết kế đào tạo hội thảo và tư vấn thiết kế cho các doanh nghiệp việt nam và kết nối giữa các doanh nghiệp việt nam và các nhà thiết kế trong và ngoài nước